con gái có sinh linh giống kỳ đột đầu tiên và rơi vào khoảng từ tháng thứ 8 trở đi, tháng thứ 8 và tháng thứ 10 trở đi. Vợ chúng ta thực hiện một bộ, chúng ta mổ ngay trên cái đường trắng và thực hiện được mổ vào xoang bụng. Nhưng mà có một số cái trường hợp thì chúng ta sẽ phải thực hiện được mổ ở bên hông. Như vậy thì theo các em, những cái trường hợp nào chúng ta mổ bên hông? À, trường hợp nào chúng ta sẽ phải mổ bên hông đấy em? Cái thứ nhất đúng rồi đó, giống như bạn này nói nha, cái thứ nhất đó là những cái trường hợp những cái con mèo hoang mà chúng ta khó mà chúng ta theo dõi chăm sóc với thương thường xuyên được. Đối với cái đường mổ hông á, thông thường thì trên mèo người ta sẽ phổ biến hơn là so với trên chó, đặc biệt những cái trường hợp cái con mèo hoang, đúng rồi đó nè. Cái lý do mà chúng ta mổ đường mổ hông trên cái con mèo á, giống như hôm trước thầy có nói rồi, mấy em còn nhớ hay không, đó là vì cho cái bụng trứng thì nó sẽ có cái dây treo bụng trứng, trên con mèo thì dây treo này nó lỏng lẻo hơn so với trên con chó. Cho nên từ một bên vết mổ của một bên hông thôi, chúng ta có thể lôi được luôn cả bụng trứng phía bên kia trên con mèo. Con chó chúng ta khó mà làm được như thế. Cho nên trên con chó, nếu các em thực hiện được mổ hông á, là chúng ta phải thực hiện là mỗi bên hông là một cái đường mổ, mỗi bên là một đường mổ. Còn trên con mèo là một đường mổ một bên thôi, và chúng ta lôi được cái thứ kia chúng ta lôi qua đùi. Rồi đó là cái trường hợp thứ nhất. Rồi còn trường hợp nào khác? Trên chó, nếu như có những cái trường hợp nào chúng ta không thực hiện được trên đường mổ, trên xoang bụng mà chúng ta phải mổ hông em? Thật. Nó cho con bú, đúng rồi, chính xác. Đó là trong cái giai đoạn mà nó đang còn cho con bú. Cái này nó sẽ ra mấy em nghe. Có những cái trường hợp đó là nó đang trong cái giai đoạn mà nó cho con bú, rồi chúng ta phải mổ để chúng ta thiết nó. Hay. Thì những cái trường hợp đó, khi đó bởi vì do cái bầu bú nó đang còn căng và mạch máu rất là nhiều, cho nên chúng ta sẽ không có thực hiện thiết cho cái đường xoang bụng mà chúng ta sẽ thực hiện cái mổ hông, đúng rồi. Đây còn trường hợp nào khác nữa? Đúng rồi đó, mấy em kể ra gần đủ rồi đó. Cái thứ nhất đó là những cái trường hợp trên những cái con mèo hoang để chúng ta khó chăm sóc hợp phụ thì chúng ta thực hiện cái đường mổ bên hông. Điểm thứ hai đó là khi những cái trường con chó hay là con mèo nó đang cho con bú, trong cái đoạn là cho bú thì chúng ta không có mổ đường mổ hông. Trường hợp nào nữa? Khi nào thì chúng ta mổ xoang bụng được? À, khi nào? Sao? Tuy nhiên có những cái trường hợp thì chúng ta cần phải thực hiện cái đường mổ nó dài hơn.
Ví dụ nếu như trong cái trường hợp em mổ lấy thai, hoặc trong những cái trường hợp khi mà các em đó là nó bị viêm sừng tử cung có mổ, thì cái mổ chúng ta có thể nó sẽ dài hơn, kéo về phía sau hơn là so với vị trí 4 hay là 6 cm không. Sau đó thì chúng ta tiến hành cổ cố định những cái mạch máu, rồi chúng ta sẽ cắt bỏ một trứng sừng tử cung và sừng tử cung. Trước khi phẫu thuật thì chúng ta sẽ có những cái bước chuẩn bị dành cho con thú trước khi chúng ta gây mê phẫu thuật. Chẳng hạn như là chúng ta thực hiện tất cả những cái bước giống như học về trước khi em đã học hay. Rồi trong đó là chúng ta phải làm trống cái phần cái nước tiểu trong bàng quang, bởi vì giờ chúng ta thực hiện mổ và bỏ sau bụng. Cho nên nếu như những cái trường hợp nó không tự đi tiểu được thì chúng ta phải thực hiện thông tiểu trước khi chúng ta mổ để tránh cái những cái rủi ro trong quá trình phẫu thuật, đôi khi nó sẽ bị rò rỉ nước tiểu ra hoặc là nó bị vỡ cái bàng quang nha. Cái đối với cái phương pháp phẫu cảm thì chúng ta thường là gây mê nhãn tim hoặc là gây mê mê đây, thì tùy theo những cái điều kiện mà chúng ta có. Còn thường thì người ta không có gây mê, thường người ta sẽ gây mê bởi vì đối với những cái ca hiếm đó là những ca trung phẫu rồi, thì chúng ta cần phải gây mê để nó an toàn sau khi gây mê. Nếu những cái trường hợp nó bị viêm sừng tử cung có mủ thì chúng ta nên tiêm kháng sinh trước khi chúng ta gây mê phẫu thuật ha. Thì những cái trường hợp đó thì nên sử dụng kháng sinh trước khi phẫu thuật để chúng ta làm sạch cái vị trí phẫu thuật. Cái vùng mà chúng ta cạo lông thì giống như tất cả những cái trường hợp chúng ta mổ vào sau bụng khác, đó là từ ngay chỗ cái phần sụn mổ kiếm cạo về phía sau ha, cạo về phía sau hết toàn bộ cho tới vùng bèn mở rộng ra hai bên, chúng ta cạo sạch hết toàn bộ vùng đó, cái vùng sau bụng. Thứ ba là con thú nó nằm ngửa tối định 4 chân, sau đó tiêm tiền men thuốc men hay phải cạo sau bao vùng bèn, rồi sau đó sắc trùng vô trùng cái vùng mổ. Đối với cái hộp dụng cụ phẫu thuật thì thường là một cái hộp dụng cụ phẫu thuật cơ bản, tức là có nghĩa là đầy đủ tất cả những cái dụng cụ. Chúng ta có 9 cái món dụng cụ. Các em có cảm giác cho nhóm cắt thì chúng ta có cái gì? Cái lưỡi dao cán dao và cái kéo, rồi là hai cái. Nhóm kẹp thì là chúng ta có kẹp mạch máu, kẹp kim, kẹp khăn cho phẫu thuật, gì đó cái gì đó, kẹp mô, rồi cái nhíp, năm món, cái nhíp là thành ra 7. Rồi ngoài ra đó là chúng ta sẽ có thêm cái cây hướng dẫn, rồi chúng ta có cái dụng cụ băng thuốc bổ. Và nếu như cái trường hợp thiên cái thì có thể, cái này không bắt buộc, nhưng mà có thể thì chúng ta có thêm cái cây, đúng rồi, cái box sừng tử cung, đúng rồi, thì có thể có thêm cái cây box sừng tử cung nữa ha. Thì thường là nó sẽ có tổng cộng là 9 hoặc là 10 cái món dụng cụ như thế. Ngoài ra đó là chúng ta đối với cái lưỡi dao thì chúng ta có thể có cán số 3 và cán số 4, cho nên tương ứng với nó là nó sẽ đi theo những cái lưỡi. Đối với cái cán số 3 thì chúng ta có thể dùng cái lưỡi số 10 hoặc một số trường hợp là lưỡi số 15. Còn cán số 4 thì thường là tùy 2021-2023 đều được khác hết. Rồi ngoài ra đó là đối với cái chỉ thì thường là chúng ta có cả hai nhóm, chỉ tiêu và chỉ không tiêu. Chỉ không tiêu thì chúng ta may ở đâu? Không tiêu là may ở đâu? May ngoài da, đúng rồi. Còn chỉ tiêu đó là dành cho cục mạch máu và tất cả những cái trường hợp chúng ta may ở bên trong. Nếu như cái trường hợp chỉ tiêu đa sợi thì tốt nhất đó là chúng ta chọn cái chỉ tiêu đa sợi có vỏ mọc, mấy em nghe, có mọc là tốt nhất. Đối với phẫu thuật viên thì chúng ta chuẩn bị giống như thường quy. Cái vị trí chúng ta mổ đó là đầu tiên là chúng ta phải xác định cái rốn. Trong cái trường hợp nếu như những cái con chó mà nó còn non chưa từng sinh sản lần nào, hoặc những cái con chó, những cái chó nhỏ vóc, thì cái vị trí chúng ta mổ thường là lùi về sau rốn một chút, thường nó một chút đó là nó rơi vào khoảng 1 cm, tức là chúng ta xác định được cái rốn thì lùi lại về phía sau khoảng 1 cm thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mổ về phía sau. Nhưng nếu như những cái trường hợp những con chó nó đã từng sinh sản rồi, hoặc những con chó nó lớn quá, thì cái vị trí mổ của chúng ta đó là bắt đầu từ rốn luôn, chúng ta mổ về phía sau. Cái lý do đối với những con chó đã từng sinh sản rồi hoặc những con chó lớn vóc, chúng ta phải mổ từ rốn đó, đó là cái trường hợp mà sừng tử cung nó sẽ to hơn và nó sẽ giãn nở ra, cho nên nó đẩy về phía trước, cho nên chúng ta sẽ thực hiện cái mổ đó là từ ngang rốn. Còn đối với những con chó non hoặc là chưa sinh sản thì lùi về phía sau rốn một chút, thì ngang cái vị trí đó mới là cái vị trí của cái buồng trứng hai bên. Chúng ta đặt qua da, qua lấy cái da, sau đó chúng ta tiến hành chúng ta móc bắt và chúng ta xác định cái đường trắng. Cái đường trắng chúng ta xác định bằng cách nào? Mẹ có nhớ không? Tại sao xác định được cái đường trắng? Sao? Đường trắng nó làm sao? Cách xác định như thế nào? Bằng cách nào đấy mẹ? Đúng rồi, chính xác. Hey,
cái đó là cái cách mà chúng ta xác định thường là dễ nhất. Thứ nhất là chúng ta phải đặt con chó nó nằm thẳng ngay ngắn và cái đường ngay chính giữa bụng và nó sẽ đi qua rốn, thì đó là cái đường trắng. Chứ còn cái mông chờ là tiền nó có cái đường nào nó trắng trắng cái tôm đó, thì có rất nhiều trường hợp là không biết luôn, nhìn vô đâu chỗ nào cũng trắng hết. Ngoài trừ một số cái trường hợp thì đúng là chúng ta có thấy được có một cái đường nó còn trắng thật, nó chạy dọc thêm đó, nó rõ hơn so với những cái monocap khác. Nhưng có những cái trường hợp là chúng ta nhìn đâu nó cũng trắng hết. Cho nên cái cách chúng ta xác định dễ nhất là nằm cho con chó nó nằm thật là ngay thẳng và cái đường nó sẽ đi giữa bụng và đi qua cổ, đó chính là cái đường trắng. Và cái việc mà Ken xác định được cái đường trắng đúng hay không á, thì khi Ken cắt và Ken sẽ biết ngay. Nếu cái trường hợp mà Ken xác định đúng thì khi chúng ta cắt qua cái đường đó thì hầu như là không xuất huyết. Còn Ken xác định nhầm thì sao? Bóng là xuất huyết tha hồ luôn, thậm chí là nó bắn lên vòi mấy em nghe, tại vì động mạch mà nó bắn lên vòi, nó bắn lên mặt chúng em luôn. Khi chúng ta xác định được đường trắng rồi thì khi chúng ta gấp lên lên lật ngửa cái ly dao ra, chúng ta chọc thủng nó một lỗ hoặc dùng cái kéo kem nhất tạo một cái vết cắt cũng được. Rồi sau khi mà chúng ta đã cắt cho nó thủng rồi đó thì đưa cái hướng dẫn vào bên trong, rồi chúng ta lật ngược ly dao đẩy về phía trước rồi đẩy về phía sau, chúng ta mở rộng cái vết bỏ ra theo đúng cái chiều dài giống như cái này thôi, mô tả từ 4 cho tới 6 cm. Khi chúng ta vào được bên trong sau bụng rồi, cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm cái sự tử cung. Nếu chúng ta có cái móc sự tử cung thì em sẽ đưa cái móc vào. Thông thường khi chúng ta đứng thật, nếu đối với cái người mà thuận bên tay phải, đối với cái người mà thuận bên tay phải thì cái đó là người ta sẽ tiến hành, người ta tìm cái bên tay trái của cái sự tử cung. Còn đối với cái người mà thuận tay trái thì ngược lại là sẽ tìm cái bên tay phải, bởi vì do cái tư thế của chúng ta đứng với ba mổ thôi nè. Khi đó chúng ta sẽ đưa cái cây móc xuống cung, chúng ta quay ngang như thế này à, rồi đưa sát phát thông bụng, rồi quay cho nó chậm xuống và chúng ta kéo nó ra, thì chúng ta kéo được cái xương tử cung ra. Bởi vì xương tử cung là nó nằm sát với phát thông bụng. Còn hôm trước cái hình, các em có nhớ là khi con chó nó nằm ngửa ra thì cái xương tử cung nó khoai khỏi từ cái phần lưng nó đổ về cái phần bụng nó phải như thế này à. Thì cái đó là chúng ta đưa ra sát phát thông bụng rồi chúng ta kéo nó ra, thì chúng ta sẽ đưa được cái xương nó ra. Còn nếu chúng ta không có cây móc xuống tử cung thì sao? Chúng ta dùng cái ngón trỏ chúng ta đưa cái ngón trỏ vào sát bên trong sát phát thông bụng, rồi sau đó cái cũng móc chúng ta đưa cái sừng nó ra. Cái sừng tử cung nó khác với ruột của sao? Ruột thì thông thường ấy, ruột non thì nó sẽ nằm ngay ở giữa của cái vùng bụng, cho nên cái vào bên trong thì đó là ruột non. Còn cái ruột thì thường là nó to hơn so với cái sừng tử cung. Và cái thứ hai ấy, ruột thì thường nó mềm hơn, còn sừng cung nó sẽ dai và nó sẽ chắc hơn. Đối với cái con chó chưa từng sinh sản thì cái sừng tử cung nó chỉ nhỏ bằng cái ruột thiết bi men thôi, cái ruột của cái thiết bi nghe nó nhỏ như thế thôi. Nhưng mà nếu như những con chó đã từng sinh sản rồi thì cái sừng tử cung nó có thể bằng cái chiếc lũa của men, hoặc đối với những con chó mà nó lớn hơn là bằng cái cây thiết bi men luôn, hoặc là nó to hơn chút. Nhưng mà dù sao thì nó thường nó cái đường kính nó sẽ nhỏ hơn so với ruột, và khi em sợ em sẽ thấy nó dai nó chắc hơn so với ruột, ruột thì nó sẽ mềm hơn. Thì đó là cái cách để chúng ta phân biệt. Nhưng mà dễ nhất đó là cái vị trí. Chúng ta cứ nhớ là hai cái sừng tử cung nó nằm sát ở hai bên của cái vách thực bụng. Cho nên khi chúng ta đưa ra sát vách thực bụng thì nó sẽ là cái sừng tử cung, và nó sẽ có cái màng tràng để chúng ta sẽ đưa nó lên. Khi chúng ta đưa được cái sừng tử cung ra bên ngoài rồi thì cái này đó là chúng ta dùng cái gạt chúng ta nắm để cho nó chắc được cái vị trơn cùng lại vào bên trong. Và chúng ta sẽ một tay thì chúng ta với cái gạt đó chúng ta nắm cái chỗ cái sừng tử cung, chúng ta kéo nhẹ nó lên. Tay còn lại chúng ta đưa ngay chỗ cái buồng trứng, các em đưa về phía trước để các em sẽ xác định cái dây treo của cái buồng trứng. Dây treo buồng trứng thì trên con chó thường nó khá là dai và nó khá là chắc, chúng ta sờ chúng ta sẽ xác định được. Và cố gắng là dùng cái ngón trỏ chúng ta nhẹ nhàng chúng ta làm giãn nó và chúng ta đưa dừng nó lên. Hoặc nếu có thể thì chúng ta cũng có thể làm đứt nó, nhưng đừng có dùng cây kéo mà chúng ta cắt đứt cái dây chằng đó. Bởi vì khi các em đang kéo căng ra như thế mà các em đưa cây kéo em cắt đứt thì chuyện gì sẽ ra? Nó sẽ đứt luôn mạch máu đi kèm theo. Và các em nhớ hôm trước cái hình mà có thể học em có nhớ không? Tôi có nói rất là rõ đó là cái động mạch của cái buồng trứng là nó nối trực với lại động mạch ở phía sau, cho nên cái áp lực máu nó rất là nhiều. Cho nên nếu như cái trường hợp mà nó mạch chân may nó đứt như thế thì nó sẽ xuất huyết rất nhiều. Cho nên cái trường hợp đó tốt nhất là chúng ta chỉ dùng tay thôi, chúng ta cố gắng làm giãn nó và chúng ta kéo dịch nó lên, hoặc có thể là chúng ta làm đứt nó, nhưng mà trong cái kiểm soát của chúng ta để tránh cái trường hợp nó bị đứt cái mạch máu động mạch và cái mạch nó đi theo. Rồi khi chúng ta làm giãn, chúng ta đưa được lên cái miệng vết mổ rồi, đưa cái buồng trứng được lên cái miệng vết mổ rồi, thì lúc này đó là chúng ta sẽ tạo một cái lỗ thủng ngay trên cái màng treo của cái buồng trứng.
Và khi đó các em sẽ dùng hai cây kẹp. Đối với kẹp thì thường là chúng ta dùng cây kẹp nếu như tốt nhất mà chúng ta có thì đó là cây prostate carbon. Đây là cây kẹp mạch máu loại lớn nhất. Các em có nhớ cây kẹp prostate carbon không? Cái kẹp này thì cái phần đầu nó sẽ có những cái gai nhỏ, phía sau đó là những cái rãnh dọc. Tí nữa em sẽ coi về trên video hoặc là em coi là trong cái bài dụng cụ tôi có đề cập cái cây kẹp này rồi. Hoặc nếu không mà chúng ta không có cây prostate carbon thì chúng ta dùng những cái kẹp mạch máu cỡ trung, không phải là Moscato nữa mà có thể là Kelly hoặc là Frill, những cái cây cỡ trung bình đó, nó dài khoảng cỡ một căn tay của chúng ta, dùng những cái cây cỡ trung đó. Và nên dùng cây kẹp thẳng hay là cây kẹp cong ấy? Thế các em nên dùng cây nào, thẳng hay cong? Cây cong đúng rồi, thường là chúng ta xài cây cong này chứ không có xài cây thẳng, xài cây cong. Và một cái lưu ý ở đây là khi mà các em đặt cây kẹp, cái thứ nhất đó là cái vị trí của cái cây kẹp nó phải cách ít nhất là cái buộc trứng ngay mặt các bạn nó xào á, khoảng có 1 cm, ít nhất 1 cm. Rồi sau đó chúng ta đặt cái kẹp thứ hai thì cái cây kẹp thứ hai có thể nằm ở phía bên trên nhưng mà nó cũng cách đâu đó mà khoảng cỡ 1 cm hoặc là gần 1 cm là ok. Và hai cái kẹp này chúng ta nên đặt ngược chiều nhanh, nên đặt ngược. Đứng rồi giải thích cho mấy em nghe rồi ha. Và cái lý do mà chúng ta phải cắt cái bao nón xào ra, chúng ta không có được kiểm soát cái bao nón xào, bởi vì các em nhớ đó là khi chúng ta tiến hành chúng ta cột xong thì khi đó chúng ta sẽ di dời cái cây kẹp nó lên phía bên trên và chúng ta sẽ cắt phía bên trên của cái nút cột. Nếu như cái trường hợp mà cây kẹp quá sát cái bao nón xào, rất dễ gặp cái trường hợp tí nữa khi các em cắt á, là nó sẽ bị sót lại một cái mảnh của cái bao nón xào không có cắt đi hết. Và cái mảnh nhỏ của cái nón xào mà nó còn sót lại đó, nó vẫn có khả năng nó sản xuất ra cái yếu tố sinh dục cái, nó vẫn gây ra cái khả năng đó là lên giống giả. Cho nên đó là cái trường hợp mà bắt buộc chúng ta phải cắt cho hết. Muốn cắt cho hết thì đó có nghĩa là chúng ta phải kẹp lùi về phía dưới một chút, trừ một cái khoảng cho nó an toàn, tức là 1 cm, để tí nữa chúng ta còn di dời cái kẹp lên chúng ta cắt bên trên thì nó vừa đủ để đảm bảo là chúng ta lấy hết được toàn bộ cái đoạn sàn ra, không bị sót lại. Thực hiện bên này xong thì chúng ta thực hiện cái bên trên. Nhưng ở đây khi chúng ta cột mạch máu thì như trên hình trên bảng các em thấy đó là chúng ta có thể thực hiện cái phương pháp cố định xuyên mô. Đối với cái trường hợp khi mà chúng ta cột, nếu như các em mà đã quen tay các em thao tác rồi đó thì các em cột theo dạng chu vi luôn không sao hết. Nhưng nếu như cái trường hợp mà các em chưa quen, lấy ví dụ như hàng đây là cái bao nón xào này ha, rồi ví dụ đây là cái gì, cái dây treo của cái bao nón xào hoặc là cái cuốn của nón xào, còn đây là cái sừng tử cung. Thế thứ nhất đó là các em sẽ đặt hai cái kẹp ngược chiều nhau. Và cái kẹp này nó sẽ cắt cái bao nón xào đó là khoảng 1 cm. Rồi thứ hai, khi chúng ta tiến hành cột, khi chúng ta tiến hành cột, tôi lấy ví dụ chẳng hạn là cái vị trí này nè, cái giờ cái bao nón xào nó quay ngược lên nha, thì đây là cái vị trí mà cái nút cột ở phía bên trên và đây là cái nút cột phía bên dưới. Cái nút cột bên dưới thì các em có thể sẽ vòng qua cái dạng là chu vi rồi chúng ta cột lại. Còn cái phía bên trên tức là cái phần mà nó sẽ, cái phần mà tí nữa chúng ta sẽ cắt ngang á, thì cái đó là chúng ta nên cột theo phương pháp có định số mô. Có thể các em sẽ đâm kim vào rồi chúng ta cột mỗi trước, sau đó chúng ta vòng cái sợi chỉ luôn xong rồi chúng ta quay trở lại rồi chúng ta cột lại với cái đầu chỉ này, với hai cái này chúng ta cột lại với nhau, tức là cột phương pháp có định số mô. Rồi tí nữa là chúng ta sẽ cắt ngay phía bên trên đây nè, chúng ta tiến hành chúng ta cắt ngang qua đây. Cái lý do mà chúng ta cột phương pháp có định số mô trong trường hợp này để tránh cái trường hợp cái nút cột này nó không có bị tụt ra, bởi vì cái chỗ này đã là nguyên cái khối mỡ nó trơn. Cho nên nếu như cái trường hợp mà chúng ta chưa quen cái mắt cột hay dạng chu vi như thế này, rất dễ gặp trường hợp nó bị trơn và nó sẽ bị tụt ra. Còn nếu mà chúng ta đâm kim vào chúng ta cột thì nó sẽ giữ lại cái mối cột này không có cho bị tụt ra, và đồng thời nó giữ luôn cho cái nút bên dưới này nó không bị tụt ra thêm. Thì đó là lý do chúng ta cột phương pháp có định số mô trong cái trường hợp này cho nó an toàn là như vậy. Rồi các em hiểu được cái ý chỗ này chưa? Cái phương pháp có định số mô chúng ta áp dụng khi chúng ta cột này vào cái vị trí của cái cú của cái bàn sẵn. Sau khi thực hiện bên này xong, chúng ta lần qua cái phía bên kia, lần theo cái sừng tử cung đây, lần từ bên này chúng ta lần qua bên kia, rồi chúng ta cũng sẽ lôi nó lên. Và sau đó chúng ta lần cái phía bên phải đây, và sau đó chúng ta cũng đưa cái tay vào, chúng ta làm cho nó giãn cái dây chằng và chúng ta đưa cái bàn sẵn ở đây. Sau đó chúng ta thao tác tương tự như thế cho cái phía bên còn lại. Một khi mà xong hết rồi thì lúc này chúng ta bắt đầu lần ngược xuống cho tới cái thân tử cung. Và lúc này chúng ta sẽ phải cắt cái màng treo của cái sừng tử cung. Đối với cái màng treo sừng tử cung, nếu như cái trường hợp này chúng ta thấy mạch máu nó lớn thì chúng ta có thể cột chung
một cái mối cột cho các mạch máu ngay chỗ cái màng chân sườn tử cung, rồi sau đó chúng ta hãy cắt qua cái màng chân sườn tử cung cho hai bên luôn. Chúng ta làm hai bên cho hai màng chân sườn tử cung, cột một cái mũi chỉ để cột lại hết tất cả những mạch máu trên cái màng treo. Sau đó tới cái phần tinh tử cung á, thì khi đó là chúng ta sẽ áp dụng các cái phương pháp chúng ta cột. Đối với cái thân tử cung thì cũng tương tự như thế. Đối với cái thân tử cung, ta lấy ví dụ cái hạn đây là cái thân tử cung này ha. Đi vào đây là trên vị trí của cái cổ tử cung. Chúng ta cũng tiến hành chúng ta cột ha. Chúng ta thực hiện hai cái kẹp ngược chiều nhau. Và chúng ta thực hiện gần ngay chỗ cái vị trí của cái cổ tử cung. Thông thường ở đây thì mỗi bên thì nó sẽ có cái động mạch và tĩnh mạch của mỗi bên của cái thân tử cung. Mỗi bên nó sẽ có cái động mạch và tĩnh mạch. Và khi chúng ta tiến hành chúng ta cột thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc ở phía bên dưới này nè, thì chúng ta cũng cột theo cái dạng là chu vi luôn, vòng nó qua, rồi sau đó chúng ta tiến hành chúng ta cột. Còn cái phía bên trên này nè thì chúng ta sẽ cột theo cái phương pháp cố định sườn một, tuy nhiên chúng ta thay đổi một chút, đâm chi vào ngay giữa thân tử cung này, rồi vòng đưa sau, rồi quay ngược trở lại đâm vào, rồi vòng đưa sau, rồi chúng ta tiến hành chúng ta cột. Cái phương pháp cột theo cái dạng hình số 8 nha, thì đó là cái phương pháp nó cũng là cái phương pháp cố định sườn một nhưng mà nó thay đổi một chút, tức là cột theo cái hình số 8. Thì khi chúng ta đâm kim như thế này thì giúp cho cái nút cột này nó không có bị tụt ra và nó giữ được luôn cho cái nút bên dưới cũng không bị tụt ra. Rồi chúng ta cột cái này chúng ta có định được hai cái mạch máu ở hai bên. Nhưng nếu như cái trường hợp mà chúng ta gặp, thí dụ khi chúng ta mổ lấy thai rồi sau đó người ta đề nghị chúng ta tiến luôn. Và thứ hai đó là những cái trường hợp con cháu nó bị viêm sừng tử cung con bú, thì khi đó các em biết sừng tử cung nó sẽ làm sao? Không phải sưng đâu mà nó rất là to. Kích thước nó rất to. Khi mà kích thước nó to như thế này nè thì chúng ta có cột theo kiểu này được không? Không. Chúng ta không có cột mà chu vi vòng qua chúng ta cột được hết như thế. Cái trường hợp mà con chó thông thường đó, thì cái thân tử cung thì nó bằng khoảng chiếc đũa hoặc bằng cái khe bíp mem thì cái cột theo cái chỗ này mà được. Nhưng nếu mà nó to, thì biết có những cái trường hợp khi mà nó mang thai hoặc nó viêm sinh tử cung cũ á, nó to bằng cái cánh tay của em này, thậm chí to bằng cái bắp chân của em luôn, nó rất là to như thế, thì đương nhiên không thể nào chúng ta cột theo cái dạng như thế được. Cho nên cái cách để chúng ta cột trong cái trường hợp đó là sao? Tôi lấy ví dụ đây là những cái mạch máu hai bên này, thì cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ đâm kim cho mỗi bên, chúng ta cột cho mạch máu cho mỗi bên, cũng cột ở hai cái vị trí tương tự như thế, đâm kim vào thân tử cung chúng ta cột luôn là cái thứ nhất. Nhưng sau khi chúng ta cột xong thì khi chúng ta cắt xong thì cái chỗ này sao? Có may lại không? Có may lại không? Phải may lại chứ, đương nhiên rồi. Chứ để nó thở ra, chúng ta phải may lại. Cho nên khi đó là chúng ta sẽ áp dụng cái đường may Potter để chúng ta may. Tức là cái kết hợp giữa đây và có thể casting, em có nhớ không? Hoặc nếu không thì các em kết hợp cả casting và casting, hai lần may casting cũng được. Thì chúng ta may đóng lại. Có nhớ được may casting không? Học xong, thi xong, trả lại thầy hết rồi. Cất xin, đâm xong xong này, xong xong kia, xong xong này, xong xong kia. Và không có đâm xuyên thủng, nên nhé, cất xin là không có xuyên thủng. Cứ xong xong này, xong xong kia, xong xong này, xong xong kia. Còn lever là giống như cái đường may liên tục thông thường, nhưng mà mỗi bên em đâm kim hai lần. Để may đóng lại, còn thường là phải may đóng hai lớp em nghe. Đóng hai lần, đóng cái lần thứ nhất xong, rồi sau đó may đóng thêm một cái lớp thứ hai phía bên trên nữa. Và may theo cái kiểu đó là cuốn mét vào bên trong. Đó là những cái kiểu cắt xương lên mặt và những cái may mà nó sẽ cuốn mét vào bên trong. Rồi thì đó là cái phương pháp khi chúng ta thực hiện. Tới khi mà chúng ta xong hết rồi đó, thì trước khi chúng ta may đóng xong bụng lại, chúng ta phải kiểm tra lại hết tất cả những cái nút cột của chúng ta xem đã an toàn hay là chưa. Bằng cách đó là các em sẽ lấy một cái miếng gạt sạch, các em đưa vào bên trong cái xong bụng, các em đánh một vòng, đánh ra ba cái vị trí mà chúng ta vừa cột đó, hai bên bụng chính và ngay chỗ dưới cái thân tử cung, chúng ta đấm một vòng cái miếng gạt rồi đưa cái miếng gạt ra chúng ta xem. Nếu cái miếng gạt mà nó vẫn sạch thì an toàn, còn nếu cái trường hợp chúng ta thấy miếng gạt nó không toàn máu không thì sao? Thì sao bây giờ? Mổ ra làm lại. Bây giờ là phải lo và tìm cái chỗ nào nó xì mạch máu để mà lo cột lại mấy em nghe. Và cái trường hợp này nè thì khả năng cao thì thường là nó rơi vào ngay chỗ hai cái bụng chính nằm hai bên đó. Tại vì thường cái nút cột này nó là
dễ bị tụt ra. Và lúc này thì cái chỗ mà chúng ta sẽ tìm là chúng ta tìm ở đâu? Bởi vì lúc này nó rất là gần giống cái câu hàng nữ là một kiếm đế biển các mẹ. Bởi vì nó làm sao? Cái thân tư cung thì rất là dễ rồi, nó nằm ngay bên trên, nó nằm ở mặt bụng. Cho nên các em bật ra, các em dò xuống dưới là các em sẽ tìm ra được ngay. Nhưng mà còn hai cái chỗ cái cuốn, cái bụng trứng á, thì khi đó chúng ta mà đã cột cắt xong cái là nó xong. Nó chưa bọt lại vào bên trong, nó nằm ở cái mặt lưng. Như vậy cái chỗ mà chúng ta sẽ tìm, thứ nhất là phải tìm ở cái mặt lưng. Thứ hai, đó là chúng ta phải tìm ngay chính giữa, gần ngay chỗ cái đốt sống. Mấy em nhớ nghe, tôi quay được cái hình này để cho các em thấy nè, để các em bật bàn tay lại hình này cũng được. Đây các em thấy ngay chỗ cái vị trí này nè, đó là cái mạch máu đó là nằm gần ngay chỗ chính giữa của cái đốt sống thắt lưng luôn. Cho nên cái chỗ chúng ta cột là cột ngay vị trí này nè, cột cho mỗi bên. Cho nên khi chúng ta cột cắt xong nó thun lại thì nó sẽ thun về ngay chính giữa của cái lưng. Chứ đừng có mà tìm vòng vo ngay chỗ hai bên cái vách thành bụng nghe, nó không có đâu. Nó nằm ngay chính giữa của cái lưng ngay đây nè. Cho nên nếu như cái trường hợp đó mà nó có xảy ra thì cái đó thứ nhất đó là các em bình tĩnh cái đã, đừng có hoảng hốt. Bảy cùng nó hoàng bên và sau đây chúng ta cố gắng tìm ngay chính giữa. Và cái phần đó là nó nằm ở sau hai cái quả thận và nó nằm ngay chính giữa, nằm ngay chính giữa ha. Chúng ta tìm ngay cho cái đốt sống á và tìm ngay chính giữa cho mỗi bên để xem cho coi đó là mạch máu nào nó bị rò rỉ. Và cái cách để mà chúng ta tìm đó là các em, nếu mà chúng ta có cái máy hút dịch thì quá tốt, các em đưa cái máy hút dịch vào hút cho hết máu. Từ những cái trường hợp này thì máu nó ra gần như là đầy xong bụng luôn, phải đưa cái máy hút dịch vô hút cho nó sạch máu, vừa hút và vừa tìm xem có cái chỗ nào là nó rò rỉ máu ra. Và các em nhớ, bởi vì do hai cái nhánh động mạch này là nó nối trực tiếp động mạch phía sau, cho nên áp lực máu rất lớn, cho nên khi đó là chúng ta sẽ tìm. Còn nếu cái trường hợp chúng ta không có máy hút dịch thì đầu tiên hết là phải đưa gạt vô rất nhiều để thấm máu lấy ra và vừa thấm là chúng ta vừa tìm xem coi là nó rò rỉ như thế nào. Và nếu mà tìm được rồi đó, tức là nếu tìm được cái kim với cái biển này ha, thì sao? Đúng rồi, lấy cái cặp mạch máu kẹt nó lại và chúng ta cột trở lại, và lần này phải cột cho nó an toàn thôi ha. Thì đó là cái cách chúng ta làm. Rồi sau đó sao nữa, sau khi cột xong hết rồi thì sao nữa? Làm gì? Hả? Làm gì? Thấy em không? Hả? Kiểm tra lại lần nữa, rồi kiểm tra lại xong hết rồi thì sao? Hả? Mẹ đóng xong bụng lại hay sao? Phải rửa, đúng rồi, bạn nào đó phải rửa xong bụng nghe. Chứ mấy em đừng có vội vàng mà đóng xong bụng. Tại vì mấy em nhớ, máu đó là cái môi trường dưỡng chất rất cao. Cho nên nếu như mà can, cho nên khi mà chúng ta trước khi may đóng bao giờ cũng phải can giá mà chúng ta phải lấy cho hết máu đông ra. Mấy em nhớ thì tắt đó nghe, lấy cho bằng hết máu đông ra. Nếu mà có cái máu đông trong quá trình mổ thế nào nó cũng sẽ có xuất huyết. Và khi xuất huyết thì nó sẽ xảy ra hiện tượng nó đông máu, cầm máu lại. Và nó sẽ có những cái cục máu đông đó bên trong. Và trước khi mà may đóng lại luôn luôn là phải lấy hết toàn bộ máu đông ra. Và trong cái trường hợp nếu mà nó xuất huyết trong xong bụng như thế đó, thì khi mà nó cột lại xong xuôi hết rồi, các em phải rửa lại cái xong bụng cho nó sạch sẽ, không còn để lại máu. Bởi vì nếu mà các em để lại máu thì vô tình đó là các em để lại cái nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cái sinh vật, và nó sẽ có nguy cơ nó sẽ phát triển và nó gây ra những cái nhiễm trùng sau đó. Em cho nên vết thương của trang vậy, khi mà kêu tắt trước khi mà các em may đóng bao giờ cũng phải lấy hết toàn bộ máu đông ra nghe. Cho nên những cái trường hợp đó chúng ta phải rửa xong bụng nghe, giống như bạn nào đã rất là chính xác, phải rửa lại cái đã, đổ nước muối sinh lý vô. Hôm trước các bài lớp này chúng ta đã nói cái trường hợp mà rửa rồi đúng không? Rửa xong bụng chúng ta phải đổ rất nhiều nước muối sinh lý vô. Cái nước muối sinh lý mà chúng ta đổ vô đó là tính bằng đơn vị là lít, chứ không phải là chỉ có vài trăm lít đâu, phải đổ tới cả lít vô thì chúng ta sẽ rửa được nghe. Rửa thì sao? Rửa bằng cách nào? Đổ vô rồi sao? Hả? Xúc xúc xong rồi đổ ra hay sao? Nếu có cái máy hút dịch thì đưa máy hút dịch vô hút ra nghe. Nếu không có thì sao? Không phải gạt, lấy xe răng thôi. Em lấy mấy cái xe răng lớn á, cứ đổ nó vô rồi rút xe răng ra, rồi rút cho bằng hết, rồi sau đó đổ vô tiếp, rồi lại rút ra nghe. Cứ làm như thế. Chứ chó là điên đó nghe, chứ phải là lắc lắc nó qua rồi nghiêng nó qua rồi nghe đổ ra phải nghe. Nếu mà chúng ta có cái máy hút dịch thì nó rất là tiện cho nhiều cái ca phẫu thuật. Còn nếu không thì mình dùng xe răng thôi để mà thay thế. Xe răng loại 20C và 50C. Rồi lớn lớn nhất chứ đừng có lấy cây 1C hay là 3C mà cầm vừa mà rút. Rồi sau đó thì chúng ta may lại. Trước khi chúng ta may thì thường người ta sẽ có làm cái việc này nữa. Đó là thông thường người ta sẽ kiểm tra lại độ lớn của các lớp
trước khi người ta tiến hành, người ta may lại. Rồi bây giờ tôi sẽ có một cái hỏi này cho em này. Rồi chúng ta có ba cái đường đặt này, nó là tượng trưng cho ba cái lớp. Cái lớp bên ngoài cùng là đây nè, đây chính là cái lớp da. Rồi đây là cái mô liên kết với da. Còn đây là cái lớp phúc mạc với cơ thẳng. Phúc mạc và cơ thẳng cùng là chúng ta mang chung với nhau. Rồi đây là dưới da, rồi đây là da. Trường hợp thứ nhất, độ lớn ba lớp này để cho nó bằng nhau hết luôn, từ ngoài vào trong. Cái này là ngoài, cái này là trong. Cái thứ hai, đó là bên ngoài da là lớn nhất và hẹp lại dần cho tới cái phúc mạc qua cơ thẩm bụng ha, thì nó mà hẹp hơn so với ở bên ngoài. Cái thứ ba, ngược lại, ngoài da là hẹp nhất và càng vào trong càng mở rộng ra. Thế các em chúng ta nên chọn cái phương án này là đúng. Phương án số 2, cái này hả? Ngoài da là rộng nhất đúng không? Đúng rồi. Phương án số 2 nha. Phương án số 2, mình nên nhớ đó là theo hình cái phễu mà cái miệng phễu nó đổ ra ngoài. Bởi vì khi con cháu nó nằm ngửa là như thế này, nhưng khi nó đứng thì lúc đó cái miệng phễu nó quay ngược cho xuống. Cho nên nếu như cái trường hợp mà nó có tích dịch trong sổ bụng á, nếu nó có thoát ra thì theo cái dạng này nó thoát ra dễ hơn. Tức là cái miệng phễu nó to ra thì nó thoát ra rất là dễ hơn. Và cái lý do thứ hai đó là khi mà các em làm tương tác này nè, thì thường khi chúng ta may là may từ trong ra ngoài hay là từ ngoài vào trong? Đương nhiên là phải thi công ra ngoài nha, chứ làm sao mà may từ ngoài vào trong được. Cho nên chúng ta hình dạng này thì chúng ta may từ bên trong và chúng ta may dần ra bên ngoài nó sẽ dễ dàng hơn. Đó là lý do thường là lúc này người ta sẽ có chỉnh lại. Bởi vì ban đầu có thể là cái chiều dài vết mổ của các lớp nó sẽ khác nhau, bởi vì trong quá trình mổ các em có thể là mở rộng nó thêm. Nhưng lúc đó người ta sẽ căn cứ vào cái độ lớn của cái vết mổ của cái phúc mạc cơ thẩm bụng này và người ta sẽ mở rộng ra dần ở phía bên ngoài, cho nên bên ngoài nó sẽ lớn hơn cái bên trong. Rồi ngoài ra đó thì người ta còn có áp dụng nữa. Đối với cái phúc mạc cơ thẩm bụng thì thường là chúng ta sẽ may bằng những cái đường may gián đoạn. Nên nhớ này, may bằng những đường may gián đoạn. Một là gián đoạn đơn giản, hai là đường may nẹm nằm gián đoạn nha. Bằng những cái đường may gián đoạn thôi. Còn dí da thì tùy các em, có thể là dí da gián đoạn hoặc là dí da liên tục hoặc là trong da liên tục. Rồi sau đó may ngoài da, da thì có thể là may bằng đường may gián đoạn và liên tục. Có thể là gián đoạn đơn giản hoặc nẹm nằm gián đoạn. Còn đối với cái đường may liên tục thì có thể đường may liên tục thông thường hoặc là đường may khóa ha, thì một trong số những đường may đó chúng ta có thể áp dụng được. Nếu như cái trường hợp chúng ta chăm sóc được và cái con thú nó dễ chịu, nó không có quá khó khăn, nó không có khó để mà cái chuyện mà chăm sóc đó, thì chúng ta có thể may đường may liên tục được. Nhưng nếu như cái trường hợp con chó mà nó khó khăn hoặc là nó rất là khó chịu, nó hay cắn xé vết thương thì nên may bằng đường may gián đoạn cho nó an toàn. Rồi sau đó chúng ta băng vết thương. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể áp dụng bằng những cái phương pháp đó là nội soi. Nhưng thật ra đối với hiến nội soi thì tôi nghĩ cái này cũng không cần nhất thiết lắm. Đối với cái nội soi thì người ta chỉ có thể cắt được cái buồng trứng mà thôi nha. Và đương nhiên thì lúc này là người ta sẽ đa phần là người ta dùng cái dụng cụ là điện để người ta sẽ cầm máu bằng điện và người ta tiến hành người ta cắt và người ta lấy hai cái buồng trứng ở hai bên ra. Còn là cái sinh cung của thần tử cung. Vì cho nên chúng ta thấy ha, thì đây cái buồng trứng này, xác định được cái buồng trứng thì người ta tiến hành, người ta đưa cái dụng cụ kẹp điện vào để người ta sẽ kẹp đốt ngay cho cái mạch máu, ngay cho cái vị trí cuối của cái buồng trứng, rồi sau đó ngay cho cái vị trí của sừng tử cung, rồi người ta sẽ lấy nó ra. Và đối với mỗi nội soi thì nó chỉ có ba cái lỗ bên trên cái đường trắng mà thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ mở video cho các em xem. Thank you.
undesirable physical manifestations of estrus will persist and pyometra can occur. Since the pyometra in this instance will involve the rim and uterine stump, it is referred to as stump pyometra. Stump granuloma refers to a granulomous inflammatory process which occurs at the ovarian or uterine stump because of the use of a contaminated non-jointed suture for ligation. This disease process is usually manifested externally by sublumbar fistula. When draping, the front towel should always be placed cram to the umbilicus because the umbilicus is the incision. If the incision is properly placed, the operation can be done through a relatively small opening. Will be difficult at the time of closure.
to locate the uterus in the dog, a finger is introduced into the wound and the abdomen lifted so that a spay hook may be introduced into the opening and directed dorsally following the right abdominal wall. When resistance against the hook is felt, the hook is usually in the region of the right dorsal abdominal gutter. At this point, the spay hook is swung toward the midline and lifted up toward the abdominal opening. No resistance should be encountered as the hook is brought up. If resistance is encountered, stop. Disengage the hook and repeat the entire hooking procedure. If no resistance is encountered as the hook is brought out of the abdomen, it will usually contain the round ligament of the uterus and its mesenter. Grasp the round ligament with the fingers and note the character of its mesenteric fat, which is of a denser consistency and grayish color as compared to the pinker, loosely appearing momentum, which is commonly brought up with a spay hook. Thấy người ta đang còn lôi cái bụng trứng lên từ từ nghe cái vị trí như này ha, thì đây chính là cái bao mảng sờ, đây là cái phần cái lớp màng treo, và chúng ta thấy là chúng ta chưa có đưa được cái bụng trứng lên bên trên của cái vị thất mổ, cho nên chúng ta cần phải làm dạng cái dây chằng để chúng ta đưa nó lên dần. Do not penetrate the poorly exposed broad ligament because the blood vessel may be ruptured, causing unwanted bleeding. With slight tension in a caudal medial direction on the proper ligament, the finger is introduced into the cranial aspect of the wound and the taut cranial lateral suspensory ligament palpated. Digital pressure is applied to the suspensory ligament in a manner much the same as strumming a guitar, until it is disrupted. Too much tension on the carbal forceps may result in disruption of the entire ovarian pedicle as the suspensory ligament is broken. Thì chúng ta đưa tay, chúng ta làm giãn ra, và có thể nếu cần thì chúng ta dùng tay chúng ta làm đứt cái chỗ cái bám của cái dây chằng trên bao mảng sờ ha, để chúng ta đưa lên. Như bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đưa được cái mảng sờ nó lên bên trên của cái vị vết mổ rồi này. Thì thế này chúng ta mới có thể thao tác được, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật máu ha. Dogs, as some have a long mesoderm, whereas others have a short mesoderm in relationship to the caudal pole of the kidney. Remove the carbal forceps from the proper ligament and laterally locate the round ligament of the uterus and bring it up to lie alongside the uterine horn. Of the round ligament up off the broad ligament. This allows visualization of the vascular structures of the broad ligament when it is lifted and transilluminated. The broad ligament is penetrated with the closed tips of a carbon forceps in a non-fat area or window in the broad ligament, caudal to a uterovarian branch of the ovarian artery, which will be demonstrated later on the left ovary. Lengthen this opening in a dorsal ventral plane, making a separation between the mesometrium and mesoderm, and creating an ovarian pedicle for clamping and ligation. Reclasp the proper ligament with carbal forceps, with the exception that this time the forceps encompass the ligament through the fenestration. Rotate the clamp as it is placed to maximally compress the enclosed tissue. This clamp serves to prevent bleeding from the ovary when later it is cut from its pedicle.
place the index finger through the fenestration over the clamp and palpate the ovary against the ball of the thumb. Chúng ta thấy nè, chúng ta trừ một cái khoảng cách người ta đang chỉ đó, đó là nó khoảng đâu đó 1 cm, để cho chúng ta cắt từ cái chỗ cái vị trí màu nó sờ từ 1 cho tới 2 cm nè. Cho video người ta nói đây là cái gap portion của thumb bone này men. Men thấy đó là cái phần đầu nó có những cái gai đó nó có nhiều bụi, nó bóng để cho nó dập cái khối mỡ bên ngoài, còn phía đằng sau đó là những cái rãnh dập nè, thì đó là chúng ta sẽ kẹp được những cái mạch máu. Đó là cái prostate carbon. Thấy là người ta sẽ cột ngay đúng vị trí của cái kẹp, giống hôm trước cái thiết lực tôi có đề cập với anh, người ta kẹp ở đâu người ta sẽ cột ngay đúng vị trí đó, tại khi chúng ta kẹp nó tạo một cái vết hàn rồi chúng ta cột nó sẽ được chắc chắn hơn. Và thứ hai đó là ở đây cho người ta đã thao tác quen tay cho người ta cột chu vi thôi, người ta chỉ cột chu vi chứ người ta không có cột cái dạng mà cố định sumo giống như người ta nói. Nhưng nếu như ban đầu mà các em chưa có quen mà muốn cho an toàn thì chúng ta cứ làm theo phương pháp cố định sumo, chúng ta đâm kim vào cột mỗi vòng đuôi xong chúng ta cột lại cho nó an toàn. Size for ligation.
Place the index finger through the fenestration between the mesometrium and mesoberium and grasp the ovary. With the back blade of the scissor against the finger, cut the ovarian pedicle on the ovarian side of the caramel foreskin. While the clamp controls the ovary. Thì chúng ta lật ngược cái bao nắm xào đây. Chúng ta sẽ thấy nó có một cái khe này đó chính là cái khe bán xào này. Đây, đây là cái khe bán xào này. Chúng ta cắt rộng ra thì chúng ta sẽ thấy cái bán xào nó nằm ở phía bên trong. Đây, chúng ta lấy cái này ha. Cái bán xào nằm ở bên trong đây này. Đây là toàn bộ cái phần bán xào chúng ta đã lấy ra đây. Để đảm bảo rằng đó là chúng ta lấy được cái toàn bộ bán xào, nó không có sót cái mảnh nào của cái phần bán xào còn lại ha. Chúng ta đi kiểm tra kỹ. Và chúng ta dùng một cái cây kẹp sạch máu mosquito, chúng ta kẹp một bên rồi sau đó chúng ta mới nhả cái cây prostate carbon ra để chúng ta xem để coi là hai cái phần an toàn như chưa, sau đó mới chúng ta mới thả nó lại vào bên trong. Chúng ta phải kiểm tra thật là kỹ lưỡng trước khi chúng ta thả nó lại vào bên trong xem, chúng ta phải kiểm tra kỹ. Isolated by pulling directly on the right port near its exit from the incision in a common direction parallel to the abdomen. Pulling the right port perpendicular to the incision is to be avoided, as the tensions tear the broad ligament and do not expose the uterine body. Note the dilated uterine port. It is filled with a serous fluid, which is referred to as hydrometra, an early manifestation of the myometra complex. Follow the left uterine port forward to the proper ovarian ligament and identify the round ligament of the uterus, which is clearly demonstrated in this view. Grasp the proper ovarian ligament with the caramel forceps and pull gently in a conopial direction. Em thấy đây chính là cái dây chằng của cái bao nhĩ xào này, đây này, đây chính là cái dây chằng bao nhĩ xào. Cho thấy, cho dù chúng ta thấy như thế, chúng ta không có cắt ra, chúng ta là sẽ làm giãn nó hoặc là tắt nó cái chỗ nó bán mà thôi, chứ không có cắt nữa. Bởi vì những cái trường hợp băng kéo căng như thế mà cắt thì nó có thể nguy hiểm là nó bị đứt mạch máu. Proper ovarian ligament. This allows exposure of the ovary and the region of its pedicle. Bring the round ligament of the uterus up and lay it on the left horn. Lift the horn and round ligament to identify the vasculature of the uterus and ovary for separation of the mesometrium from the mesoderm. The drawing schematically demonstrates the blood supply to the ovary. Note the column pole of the kidney. The ovarian vasculature is an intimate association with the kidney, being enmeshed in connective tissue and fat. The ovarian arteries originate from the aorta. The veins are not demonstrated. The right ovarian vein arises from the columbia cava and the left vein from the renal vein. Note the tortuosity. The area indicated now is the region of the proper ovarian ligament. Note the elastomotic branch between the uterine and ovarian artery. Hey, nó có cái nhánh nó đi về phía sau, nó đối với cái động mạch của cái sừng tử cung.
ovarian is made. The proper ovarian liquid is clamped. Melt the fat in the mesoderm and the caudal pole of the kidney. This dog has a short mesoderm. Special attention to the method of removal of the bottom clamp and release of the middle clamp during ligation. Be clear in your mind why this is done. Superimposition of the ligatures and placement of knots opposite one another. Surgical gut are at least 2 to 3 millimeters in length. Chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã lấy được các cái băng xà và những kia.
held the ovary and method of examination to determine complete removal. A large corpus luteum is present. For comparison, a schematic drawing of the ovarian vasculature in the queen cat is presented. The ovarian artery is not as prominent or tortuous as in the bitch. The venous system is much more prominent. The mesometrium and mesovarium do not contain as much fat as in the dog, and the separation between them for isolation of the ovarian pedicle is caudal to the prominent veins, as indicated. Note the origin of the ovarian vein from the renal vein. This would be the left ovary, because the origin of the ovarian veins is identical to the dog. The ovarian pedicle is examined for bleeding, as previously described. I recommend ligation of the mesometrium or broad liquids in the older bitch. To do this, pull by the uterus over and caudal in parallel to the abdominal wall. In proper position, the broad liquids appear as triangles with the base along the uterine horn and apex towards the body of the uterus. Toward the apex of this triangle, adjacent to the uterine body, the popliteal vessels are identified. The broad liquid is separated from these vessels and a broad liquid pedicle created. This pedicle is clamped and ligated below the clamp. The uterine vessels are not, I repeat, are not incorporated into the clamp. Thì chúng ta cắt cái màng keo của cái sừng tử cung thì chúng ta nên tồn lại những cái mạch máu. A single ligature usually suffices. In bitches with a massive fat broad ligament, the mesometrium will have to be separated and ligated in two or more sections, with the last section being next to the urine vessels. Divided on top of the clamp, with the clamp retaining the ligated pedicle. The clamp is removed and the pedicle examined for bleeding. Đây sau đó cái màng treo xuống cái bộ phim bên kia tương tự như thế, chúng ta cũng sẽ cắt rồi chúng ta kiểm tra. Và bây giờ cho tới cái phần tử cung. The uterine vessels are rotated toward the operator, so they lay on the surface of the uterine body toward the surgeon. This rotation of the vessel enhances their visualization. When clamps are placed on the uterine body, they force the vessels to the dorsal side of the uterine body away from the operator. When the vessels are clamped, by the method shown, they are pushed into a lateral position instead of a dorsal position and are visible. The caudal clamp is placed across the uterine body in vessels just below the bifurcation of the horns. A second caudal is placed at a 180-degree angle below this clamp, and the body of the uterus is ligated in a manner similar to ligation of the ovarian pedicles. Thank you.
đây thì người thấy đó là người ta tổ thành cái kiểu là chu vi cho cả hai, cho cả hai cái chiếc kẹp mà người ta được tổ chu vi hết. Nhưng mà nếu như an toàn thì em có thể là tổ thành cái kiểu số 8 nhân viên thấy để chỉ. Tại vì bây giờ người ta cộng chu vi xong tí nữa người ta sẽ tổ hai mặt báo hai bên lại cho mọi người. The uterus and ovaries are discarded, and the uterine stump grafted with a Halsted mosquito forceps between the control caramel and ligatures. The control clamp is removed, and the incised end of the uterine body grasped with the tips of the caramel forceps and the mosquito forceps released. On each side, the uterine vessels can be seen are grasped with a curved mosquito forceps and ligated as dog ears. Vậy sau đó thì chúng ta cho vào. Bây giờ trước khi chúng ta may đóng lại thì chúng ta cần kiểm tra hết cả ba cái vị trí mà chúng ta phải cổ ra và điều trị. On each side, if blood does not well up, there is no bleeding, and the caramel clamp is removed. Alternatively, the abdomen can be swabbed with a gauze sponge. Is not saturated with blood, major hemorrhage is generally not present. Vậy khi chúng ta lấy ra, chúng ta thấy nó sạch ha, tức là nó không có gì hết, như thế là yên tâm mày đóng lại. Còn lấy ra mà nó máu không thì sao? Phải lo và xử lý ha, tức là phải lo và xử lý, chứ đừng có một đuổi ra ha. Vậy sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại các lớp giống như khi nãy thầy có nói đấy ha, đó là chúng ta đang điều chỉnh lại thì người ta căn cứ vào cái độ lớn của cái lớp phủ mặt trong phần bên trong và chúng ta sẽ mở nó ra dần một tí từng.
raccoon and an animal ingested. Đầu tiên đó là chúng ta may cái lớp phúc mạc và cơ sở phụ chúng ta may chung với nhau. Các em phải may cho bằng được cái lớp phúc mạc nha, bởi vì cái lớp phúc mạc là cái lớp quan trọng nhất. Cái lớp đó nó sẽ có cái màu trắng ha. Đây các em thấy nè, cái phần màu trắng ngay đây chính là cái lớp phúc mạc này ha. Đây là các em thấy ngay đây nè. Đây, cái chỗ cái phần màu trắng này nè, đây chính là cái lớp phúc mạc. Chúng ta phải đâm kim qua cho được cái lớp phúc mạc đó. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ may cái lớp cơ thành phục mà không may cái lớp phúc mạc á, rất dễ là nó sẽ bị đứt ra luôn. Thì phúc mạc mới là cái lớp dai và nó chắc nó mới giữ lại được cái đường may như thế này. Cho nên khi mỗi khi cái mũi đâm kim á, là các em phải cẩn thận, phải đảm bảo là mắt cho được qua cái lớp phúc mạc. If the incision is slightly off the midline, the dorsal rectus peritoneal sheath is retracted from the ventral rectus sheath. Suture the two sheaths together around the rectus abdominis muscle. This is not necessary in the feline, where only the ventral rectus sheath is opposed. Suture of the linea alba, there should be. Khi đối với cái đường may là người ta sẽ trừ lại hai cái phần đầu, hay không có may sát. Để nếu cái trường hợp xích dịch, nó có thể nó thoát ra được. Be certain the ends are closed. Rồi bây giờ chúng ta may dưới da, các em thấy nè. Khi may dưới da là sẽ móc xuống cái lớp trên mặt trước, ha. Rồi sau đó bắt đầu mới móc từ dưới lên trên, cho một bên, từ bên trên cho xuống dưới. Và đối với đường may dưới da, em nhớ là cuối cùng nó sẽ quay xuống dưới, nhớ. Còn nó quay xuống dưới rồi, thì đó là cái bài diễn cái còn cái video mục đích 2 thì chắc lần sau thầy sẽ chia tiếp, còn bây giờ chúng ta học tiếp ha.